Chào các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, mình được đi xả stress. Và cũng là ngày 30 tháng 12, tức có nghĩa là còn đúng một ngày nữa là hết năm 2018. Tổng kết lại, mình thấy rằng trong công việc ok. Hiện tại thì kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta cũng đã có khoảng 3.000 người đăng ký. Mình vẫn post lên kênh vào lúc 8 giờ hàng ngày. Và rồi thì trong cái khó khăn, một vài cái comment mang tính chất tiêu cực cũng đã qua đi. Khó khăn thì trong cái cách làm video, khó khăn trong cách biên soạn, dẫn cái câu chuyện để đi về với lại một chủ đề mình đã cố gắng vượt qua. Hiện tại thì trong cái video của Thu có tổng cộng là khoảng 15 những cái chủ đề khác nhau về những cái lĩnh vực khác nhau, như là hình sự, như là về tranh tụng, như là di chúc, như là hướng dẫn và tâm sự đời thường, có cả một thánh ca nữa. Hy vọng rằng là qua năm 2018 này, qua năm 2019 này, mình sẽ cố gắng đưa những cái thông điệp rất thật bằng những thông tin, bằng những cái hình ảnh đến cho quý vị và các bạn. Hôm nay trong những ngày cuối năm thì mình cũng cố gắng gửi đến cho quý vị và các bạn một thông điệp có tên là chia sẻ nhà đất cuối năm. Các bạn biết không, có rất nhiều anh chị cũng thấy rằng cái việc đầu tư kinh doanh nhà đất là mang lại cái hiệu quả cao. Tuy nhiên khi bước vào sân chơi, nếu chúng ta không nắm được những cái quy luật của nhà đất thì chúng ta rất là dễ bị rơi vào những cái tình trạng gọi là mắc bẫy. Có một vài trường hợp trong cái quá trình mua bán thì chúng ta lại ngại cái việc là đến văn phòng luật sư vì cho rằng cái điều này không đáng. Tuy nhiên rằng tôi cho rằng là nếu các bạn dám bỏ số tiền tỷ để đầu tư như thì chứ tại sao chúng ta lại không dám có những cái số tiền nhỏ để chúng ta tư vấn, để tránh những cái rủi ro. Nếu trong trường hợp chúng ta share đi cái rủi ro bằng cách là thứ nhất, nếu như chúng ta có những khoản phí tư vấn để chúng ta tư vấn trong cái quá trình đó thì chúng ta sẽ có những cái dễ dàng hơn. Thôi nói dòng dò quá, hôm nay chúng ta đi vào vấn đề chính nha. Chúng ta sẽ tư vấn về vấn đề xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào là chính chủ. Hôm qua tôi cũng có một cái trường hợp như thế này quý vị và các bạn ạ. Tôi có một cái trường hợp là ở phía đằng trước á, là giấy chứng nhận mang tên ông A. Tuy nhiên rằng là ông A đã có vợ và vợ ông A chết. Cho nên khi mà đến cái phòng công chứng xác lập cái hợp đồng đến phòng công chứng thì phòng công chứng bảo rằng là trong trường hợp này không có ký được vì đây là tài sản chung vợ chồng, mà tài sản chung vợ chồng trên nguyên tắc bà vợ chết thì phải khai nhận di sản thừa kế của người gì quý vị, người vợ và các hàng thừa kế bao gồm con của người để lại di sản. Tất cả hàng thừa kế thứ nhất của người để lại di sản thì nó mới ra một cái câu chuyện về mua bán đất. Và thế là
cái người bán và người mua phải thỏa thuận bằng cách nào quý vị và các bạn biết không? Thỏa thuận bằng cách là cái ông này ông quyết định ông mua, tuy nhiên là phải một thời gian dài sau này mới làm hoàn tất cái thủ tục mua bán nhà đất, sang tên từ đồng sử dụng tài sản chung vợ chồng sang tên của một cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, đồng sở hữu của tài sản chung của vợ chồng sang tên của một người cá nhân là một cái câu chuyện mà tôi kể cho quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp nếu quý vị và các bạn đi mua nhà, mua đất thì các bạn phải hỏi cái người mua và họ là tài sản này là của ai. Nếu trong trường hợp họ hỏi là tài sản này của tôi thì quý vị và phải hỏi và các bạn phải hỏi là nếu như vậy thì tài sản của anh, vậy thì vợ anh đâu? Nếu họ nói rằng là tài sản của tôi thì tôi được quyền định đoạt, thưa không, cho đến thời điểm hiện tại, nếu trong trường hợp tài sản một, nếu tài sản trong trường hợp này gọi là tài sản đứng tên đồng sử dụng, tài sản chung vợ chồng, quý vị và các bạn ạ. Nếu quý vị và các bạn không cẩn thận thì khi mình xuống tiền đầu tư thì nó gặp hơn một cái rắc rối là phải khai nhận cái quy trình khai nhận di sản thừa kế rồi mới qua tên của mình được. Như vậy thì quy trình khai nhận di sản thừa kế thì tôi cũng đã làm cho quý vị và các bạn xem rồi đó, đúng không? Nếu như trong trường hợp khai nhận di sản thừa kế thì nó mất vào khoảng chừng trung bình vào khoảng chừng 2 tháng, 60 ngày. Đó, thì thông qua cái video về chia sẻ kinh nghiệm nhà đất này, tôi mong muốn quý vị và các bạn hiểu thêm được cái việc nếu trong trường hợp chúng ta xác lập việc mua bán nhà đất thì chúng ta phải có những cái kiến thức pháp luật về cái lĩnh vực này để tránh những cái trường hợp khi xác lập, khi đặt cọc rồi mà nói cái người bán họ lừa mình, trong khi thực sự tế thì người bán cũng nói là đâu có, tôi cũng muốn mua đó chứ, nhưng mà tôi đâu biết là, tại vì bà xã tôi, đúng rồi, tài sản này là tài sản do nguồn gốc của ông bà tôi để lại thiệt, nhưng thực tế là tôi đâu có biết đâu, còn bà xã tôi chết thì đâu có, bà xã tôi đâu có đứng tên đâu mà nói là đây là tài sản chung vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, tùy theo những cái thời điểm mà người vợ và người chồng kết hôn ở thời điểm nào mà chúng ta có những cái quy định pháp luật tương ứng. Tuy nhiên thì đây là một trong những câu chuyện kể chia sẻ nhà đất là tài sản chung vợ chồng mà người vợ chết bắt buộc phải khai nhận di sản thừa kế mà thôi, còn lại thì tùy trường hợp cụ thể. Nếu quý vị và các bạn có những trường hợp nào thì quý vị và các bạn sẽ đem lại cho luật sư để luật sư xem, nếu trong trường hợp luật sư có ý kiến cho quý vị và các bạn thì cũng tốt. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe và sự bình an. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin chào quý vị và các bạn.